Bắt đầu từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học. Theo Bộ trưởng Truyền thông Singapore Joseph Paitel, đảo quốc sư tử đã thực hiện một số thay đổi với đạo luật nhập cư. Trong đó, Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy trình nhập cảnh tự động, không cần hộ chiếu, ông Teo cho biết. Trước đó, công nghệ sinh trắc học cùng với phần mềm nhận dạng khuôn mặt đã được đưa vào sử dụng một cách hạn chế ở các cổng nhập cảnh tự động của sân bay Changi. Tuy nhiên, những thay đổi sắp tới sẽ giúp hành khách giảm thiểu việc phải liên tục xuất trình giấy tờ thông hành tại các điểm tiếp xúc và cho phép xử lý liền mạch và thuận tiện hơn, ông Teo nói. Sinh trắc học sẽ được sử dụng để tạo ra một mã thông báo xác thực duy nhất, được sử dụng tại nhiều điểm tiếp xúc tự động khác nhau, từ gửi hành lý đến làm thủ tục nhập cảnh và lên máy bay, loại bỏ nhu cầu về giấy tờ thông hành vật lý như thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Tuy nhiên, hộ chiếu vẫn sẽ được yêu cầu đối với những quốc gia mà Singapore không cho phép miễn hộ chiếu, ông Teo nhấn mạnh. Thường được xếp hạng là sân bay tốt nhất thế giới và cũng là một trong những sân bay bận rộn nhất. Sân bay Changi của Singapore phục vụ hơn 100 hãng hàng không, bay đến 400 thành phố, ở khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong tháng 6, sân bay này đã xử lý 5.12 triệu lượt hành khách, lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu kể từ tháng 1 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Sân bay Changi đang dự kiến sẽ quay trở lại mức độ vận chuyển hành khách và hàng không như trước đại dịch, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hệ thống sinh trắc học sắp tới sẽ giúp các chuyến hành khách trôi chảy hơn. Ông Joseph Paitel nói, hệ thống nhập cư của chúng tôi phải có khả năng quản lý lượng khách du lịch ngày càng tăng một cách hiệu quả và mang lại trải nghiệm thông quan tích cực, đồng thời đảm bảo an ninh của chúng tôi. Các nhà quan sát cho biết du lịch liền mạch đang được ưa chuộng trên khắp thế giới và nhận dạng sinh trắc học có thể sớm trở thành tương lai của du lịch. Năm 2018, sân bay quốc tế Dubai đã giới thiệu các đường hầm, cổng thông minh, sinh trắc học sử dụng nhận dạng khuôn mặt để xác minh danh tính của khách du lịch chỉ trong 5 giây. Hành khách cũng được phép sử dụng dấu vân tay hoặc quét khuôn mặt để xác thực thay vì dựa vào hộ chiếu thực. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được sử dụng ở một mức độ nhất định tại nhiều sân bay khác như sân bay quốc tế Hong Kong, sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản, sân bay quốc tế Haneda, sân bay quốc tế Indira Gandhi, Ấn Độ, sân bay quốc tế Heathrow, Anh và sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Pháp. ID kỹ thuật số tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO ở Aruba cho phép khách du lịch đi du lịch bằng cách sử dụng phiên bản kỹ thuật số an toàn của hộ chiếu trên điện thoại di động. Tại Mỹ, các hãng hàng không lớn như American Airlines, United Airlines và Delta Airlines đã thử nghiệm dịch vụ làm thủ tục sinh trắc học, gửi hành lý và cổng lên máy bay tại một số sân bay được chọn trong vài năm qua. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.